Chào các bạn, chào các bạn. Tutorial Basic hướng dẫn chia sẻ cách vẽ khối vuông trong Digital Painting căn bản. Và hôm nay, trước khi đi vào bài hướng dẫn vẽ khối vuông thì mình sẽ có 3 cái điểm ở trong bài hướng dẫn vẽ khối vuông này mình sẽ nêu ra. Là thứ nhất, thay vì cái phối cảnh đơn thuần thì mình sẽ hướng dẫn phối cảnh dựa trên 3 điểm tụ. Điểm tụ hai bên và điểm tụ bên dưới chạy trong không gian phối cảnh 3 điểm tụ. Thứ hai là mối tương quan trong cái không gian giữa không gian vật thể là khối vuông và ánh sáng. Và thứ ba là phần pha màu giữa vật thể và không gian, giữa ánh sáng và không gian, cách pha màu nó như thế nào. Ví dụ như là màu hồng với màu xanh thì pha nó như thế nào. Rồi, có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài chia sẻ luôn ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tắt cái phần bài mình đã vẽ rồi. Mình sẽ vẽ nó một cái bài hoàn toàn mới cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ chạy điểm tụ. Và sau khi chạy điểm tụ thì ở đây mình đã sketch trước cái line của khối vuông. Đây, như các bạn đã thấy thì mình đã chạy trước cái đường phối cảnh cho nó tương đối là chuẩn chỉnh rồi. Còn như cái này là điểm tụ phối cảnh tụ bên dưới, hai cạnh cạnh tụ bên phải, tất cả nó sẽ giao nhau tạo nên một hình vuông cân đối như thế này. Đây là phối cảnh dựa trên ba điểm tụ, thì các bạn có thể cho phối cảnh nó hút hơn, ví dụ như hút mạnh xuống bên dưới, hay là hút mạnh phía bên phải, hay hút mạnh phía bên trái. Đó là mình demo thôi, nhưng chúng ta phải chạy lại điểm tụ hết nếu mà muốn cái khối vuông này nó nghiêng bên này hay là tụ bên dưới, thì cũng tùy vào cái mục đích sử dụng của mình. Còn ở đây bài story thì mình sẽ làm sao cho nó đơn giản, nó dễ dàng ha, dễ hiểu. Rồi, sau khi mình đã sketch line rồi, mình sẽ đi mạng cho nó. Rồi dựa trên cái line này chúng ta sẽ dùng cái công cụ Lasso Tool cho mình. Rồi chúng ta sẽ chạy những cái mạng này riêng biệt. Ok, mạng ở trên cùng. Mình sẽ tiến hành đổ màu cho nó. Mình sẽ đổ màu trước và tí nữa mình sẽ giải thích cái hướng dựa trên cái hướng sáng nhá. Bây giờ mình sẽ đi mạng trước cái đó. Chúng ta sẽ đi tỉ mỉ những cái mạng này để cái cạnh của nó sắc, góc và nó đẹp. Rồi, cạnh cuối cùng. Xin lỗi các bạn vì hôm qua mình hơi thiếu ngủ một xíu nên cái giọng mình nó khá là yếu. Với lại nãy mình cũng quay video một lần rồi nhưng mà chất lượng nó không được tốt lắm nên mình đã quay lại. Cho mình sẽ cho nó tối hơn một xíu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khóa tất cả các layer và đặt tên và khóa những cái layer này chúng ta vừa mới đi mạng lại. Cái layer tối nhất mình sẽ đặt tên là 1. Layer của cái mạng phía bên phải tối thứ hai mình sẽ cho tên nó là 2. Và cái mạng trên cùng mình đặt tên nó là 3. Rồi, sau khi chúng ta đã có cái đi hết những cái mạng này rồi, bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra lại xem những cái mạng này có cái gì đó nó bị sai lệch không, xem nó đã vuông vức chưa. Ok, tương đối là ok rồi. Giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu đi cái phần nền và cái phần ánh sáng cho nó. Ở đây thì mình đã có cái bài mình đã vẽ rồi nên mình sẽ hút màu luôn. Rồi, cái nền nó mình sẽ cho nó màu xanh, nó khá là xanh quá nên sẽ giảm nó lại. Rồi, đến phần ánh sáng. Ánh sáng thì như bên này thì mình đã hướng dẫn là nó vẽ màu hồng nên mình sẽ dùng ánh sáng là màu hồng này ha. Không phải là mình thích màu hồng nữa nha. Cần bạn là cái bài này mình có hứng vẽ màu hồng thì mình vẽ màu hồng luôn. Rồi, mình sẽ
ánh sáng màu hồng, và ánh sáng sẽ chếch từ trên góc trên này xuống. Đó, sẽ có hướng như thế này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đánh cái khối này để tiện chúng ta theo dõi, với để tiện chúng ta hiểu thì mình sẽ đánh cái màu khối của cái màu ánh sáng luôn. Rồi mình sẽ bắt đầu khóa những cái layer này lại, khóa cho mình bằng cái công cụ này, nhấp vào đây, 1, 2, 3. Bây giờ tất cả những cái vùng chọn của các bạn đã được khóa lại, và chúng ta sẽ chỉ với tô màu của nó ở trong cái vùng chọn các bạn khóa thôi. Thấy không, nó chỉ ở trong cái vùng này thôi nè, nó sẽ không bị lem ra ngoài. Như các bạn để như thế này mà vẽ là nó sẽ bị lem ra ngoài, đúng không? Mà khi chúng ta khóa lại thì nó không bị lem. Ok, mình đã khóa nó lại thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi màu cho nó. Cái màu đó là ở trong này mình hút cho nó tiện thôi. Đó, chúng ta sẽ màu màu cái phần sáng. Cái cạnh này sẽ là cạnh sáng nhất. Rồi qua cạnh phía bên phải. Rồi, cạnh tối nhất. Mình dựa trên cái màu gốc của nó cùng những cái mảng kia, mình sẽ bật cái phần color picker lên. Mình sẽ cho nó tối xuống. Mình sẽ đi màu của cái mảng tối nhất này. Rồi, một chút ánh sáng phản quang bên dưới. Rồi, sau khi chúng ta đã có phản quang thì chúng ta bắt đầu đi qua những cái phần màu hồng này hơi gắt thì mình sẽ giảm bớt nó lại. Bây giờ mình sẽ đi cái phần bóng độ của cái khối hình vuông như này. Cái phần bóng độ thì mình sẽ đi nó ở mức độ gọi là cái ước lượng tương đối thôi, mình sẽ không đi nó sẽ kiểu công thức nha. Rồi, mình sẽ nó sẽ bắt đầu ở cạnh phía dưới này. Cái bóng đổ này dựa vào cái khối của bạn là gì, và dựa theo cái góc độ của hướng sáng khi nó tác động vào cái khối thì nó sẽ đổ như thế nào, dựa theo cái nguồn sáng đó. Thì mình sẽ dùng cái màu của vật thể luôn để mình đổ lên cái phần bóng. Nhưng mà khi mình đổ như này thì khi mình chuyển qua chế độ multi-line, chế độ bóng á, thì mình thấy cái màu nó khá là gắt, thì mình quyết định là mình bật cái phần hue saturation lên. Mình sẽ giảm cái phần màu của nó lại cho nó sáng hơn một xíu. Rồi, ok, như thế này thì mình cảm thấy nó hợp mắt hơn. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành pha màu vào cái khối tổng thể của chúng ta nha. Pha màu vào khối vuông này dựa trên cái màu sắc của không gian. Rồi, tới phần này là phần rất là quan trọng để cái bài của bạn làm sao nó hài hòa. Cái phần này các bạn nhớ ghim kỹ vào trong đầu nha. Rồi mình đã tải sẵn về đây là cái phần vòng tròn sắc tố. Phần vòng tròn sắc tố này thì xác định cho mình là ở đây là màu hồng. Thì cái màu hồng của nó sẽ là ở đây nè. Rồi, cái phần màu hồng là nó ở đây, đúng không? Thì cái phần màu xanh này á, nó ở bên này cơ này. Nó ở chỗ này nè, khoảng ở giữa này nè. Vậy thì khi màu hồng này với màu vàng này, màu xanh này, thì nó sẽ pha với nhau nè các bạn. Nó sẽ pha với nhau. Màu hồng pha màu xanh thì nó sẽ chạy dài từ cái khoảng màu xanh lá mạ, màu xanh hải quân, tới màu xanh ngọc và xanh da trời, tới màu tím và tím hồng. Thì nó sẽ chạy dài trong khoảng này. Đó, thì cái phần nó pha với nhau nó sẽ ảnh hưởng chạy dài trong cái khoảng này. Thì nó sẽ tạo ra cái sự liên kết giữa hai cái màu này với nhau, nó hài hòa trong cái bức vẽ của chúng ta. Bây giờ mình sẽ thực hành nó luôn. Khi mà màu hồng này á, mình sẽ pha cái màu phản quang của nó bằng cách mình sẽ bật cái phần color picker lên. Mình sẽ kéo nó xuống khoảng nào. Được coi nào.
Cỏ xanh da trời. Rồi mình sẽ pick nó khoảng khoảng ở vùng này. Mình sẽ đánh nó lên ở cái phần phản quang này. Rồi mình sẽ đánh nó ở phần xanh tím mà. Giờ mình lại bật lên lại. Mình kéo nó xuống về cái phần xanh ngọc hơn. Mình sẽ đánh nó lên tiếp. Rồi mình lại kéo lên một xíu nữa là cái phần xanh sáp phía dưới này. Mình đánh lên đây. Rồi cái phần phản quang này. Đã đánh xong rồi. Mình đè lên lại vì mình cảm giác nó hơi bị sáng. Mình sẽ đè lên cái phần này. Ok, tương tự phía phần bên này cũng thế. Mình sẽ mở phần color picker lên. Mà mình cho nó ảnh hưởng màu của không gian vào cái phần mạng phía bên phải này. Để mở lên lại. Chuyển sang màu xanh dưới này. Rồi, ok, chúng ta đã đi được phần phản quang này rồi. Phần tác động của cái không gian vào cái phần màu sắc nguyên bản của cái khối. Này, mình sẽ cho sáng lên một xíu. Rồi giờ mình sẽ đánh cái phần tác động của ánh sáng vào. Giờ mình sẽ đánh rõ hướng ánh sáng và cái nguồn sáng cũng như là cái tác động của màu ánh sáng vào cái không gian nó như thế nào cho các bạn xem. Mình sẽ tạo một layer mới, đặt tên nó là ánh sáng. Chuyển nó sang chế độ screen. Rồi mình sẽ sử dụng cái cỏ tròn mờ này. Rồi chúng ta sẽ đánh nha. Rồi sau khi đánh ánh sáng này thì khi màu hồng này pha với màu không gian thì như mình nói ở phía phần tròn góc độ này, màu hồng pha với màu không gian, màu xanh lá cây thì nó sẽ có khoảng phần xanh da trời này. Thì mình sẽ kéo nó về phần xanh da trời và mình sẽ đánh nó ở phần hòa trộn của nó với không gian. Đây là phần xanh da trời. Rồi tiếp theo mình sẽ kéo giãn nó xuống phần màu xanh ngọc, nó sẽ chạy dài xuống phía dưới này. Phần này là phần khá là nâng cao. Thường là người ta sẽ không chạy ở trong phần khối vuông đâu. Rồi, sau từ phần màu xanh ngọc mình sẽ kéo nó ra một xíu nữa. Xanh lá. Ok, sau khi mình đánh cái hướng ánh sáng này lên á thì mình cảm giác là nó hơi bị kỳ nên mình sẽ phủ lên lại. Và sau đó mình sẽ tẩy nó đi hai bên này. Tẩy những phần ánh sáng bị gắt quá. Mình sẽ tẩy nó. Dùng cái cây brush to lên nha để tránh bị lem ngoem trong cái bài. Rồi chúng ta sẽ tẩy nào. Rồi, sau khi mình đã đánh tương đối cái hình hướng sáng rồi thì giờ mình sẽ chuyển qua là cái phần đánh cái phần khối không gian. Thì giờ mình sẽ tắt cái phần này đi nha. Tắt cái vòng tròn sắc tố này đi. Mình sẽ chuyển qua cái phần background không gian của nó. Thì để đánh nó tối đi thì mình sẽ hút cái màu background của nó. Mình sẽ mở color picker lên. Mình sẽ cho nó dạt về phía xanh da trời một xíu. Rồi mình cho nó tối đi. Rồi mình sẽ đánh những cái vùng tối phía trong này.
Nhớ để lưu ý mà để cái bài của bạn không có lem ngoem á thì có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái thông số của cái bài vẽ, nó có đủ kích thước không. Thứ hai á, là cái brush của các bạn phải đảm bảo là nó to, dùng những cái brush to cho những vùng không gian lớn để nó không bị lem ngoem. Rồi, gạt đẩy cái phần không gian tối cho nó rồi. Giờ thì sau khi đẩy cái phần không gian á thì cái phần hai cái cạnh tối và cạnh trung gian này á nó hơi bị bật ra quá các bạn ạ. Khi nó bị bật ra quá thế này thì nhìn nó rất là kỳ, nó không có, ví dụ như khi các bạn chuyển nó sang cái chế độ đây, chế độ trắng đen thì cái phần này này, cái phần này này nó bị tách bạch nhau ra quá. Đó. Thì nó sẽ không dính vào nhau, nó sẽ không dính vào không gian mà nó sẽ bị bật ra một cách vô lý và nó tạo nên cái sự không hài hòa trong cái bài vẽ của chúng ta. Thì mình sẽ chọn vào cái phần cạnh này, mình sẽ bật hơi saturation lên, Ctrl U á, rồi mình sẽ giảm cái phần sắc độ của nó đi, rồi mình sẽ giảm độ sáng của nó đi. Đó, ok, tương tự bên này cũng vậy. Rồi mình lại mở Saturation. Khoảng 30 ha. Ok. Vậy là cái khối mình đã khá ăn nhập với không gian rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ cái phần thể hiện cái phần phản chiếu của cái khối vuông vào dưới cái background phía dưới này. Thì để thực hiện cái này làm sao đơn giản và dễ dàng á, thì mình sẽ chọn hai cái cạnh bên này, cạnh 1 và cạnh số 2, cạnh trung gian và tối nhất. Mình sẽ copy nó xuống phía dưới, đưa nó xuống phía dưới. Rồi mình sẽ kéo nó xuống dưới này. Rồi mình sẽ bắt đầu bật cái path này lên, cái điểm tụ đó. Thì mình đảm bảo cái điểm tụ này nó phải đúng. Đó, mình sẽ cho nó lệch qua đây một xíu. Ok. Rồi mình bật cái điểm tụ lên tiếp. Và mình sẽ xóa những cái phần thừa của hai cạnh. Rồi, cái số 2 mình sẽ xóa nó đi này. Để đơn giản, dễ dàng hơn đó, thì mình sẽ xóa nó bằng công cụ brush. Nhưng bạn để ý cho mình là phần opacity và flow này thì đôi khi nó bị nhảy, nên chúng ta phải kiểm tra thường xuyên để tránh cái bài mình nó bị lem ngoem nhé. Rồi, chúng ta sẽ tẩy. Rồi, tương tự với nó thì bên này cũng thế. Chúng ta có thể dùng những cái cây vẽ thẳng brush lên để tạo cái điểm tụ nhé, không cần phải làm theo cái cách của mình. Cách mình thì khi mình làm việc mình phải sử dụng như vậy thôi. Rồi mình sẽ xóa nó chạy theo điểm tụ. Sau khi mình vẽ thì mình thấy nó còn hơi gọi là hơi cái nó còn chưa chạy dài á. Mình làm hơi bị ngắn, thế nên mình quyết định nó kéo xuống nó một xíu nữa. Thế mình sẽ tẩy. Được, ok, sau khi mình đã có hai cái này rồi thì mình sẽ giảm nó đi, cho nó mờ đi, giống như cái bài này nè. Mình đã cho nó mờ đi rất là nhiều vì phần này phản quang nó bị chìm phía dưới phần background rồi, nó ẩn vào trong nền. Thì tùy thuộc vào cái phần nền của bạn là cái phần nền có nhận phản quang hay không, cái chất liệu đó sần sùi hay là nó bóng loáng. Giống như gương thì nó sẽ phản quang hoặc gần như là 100%, nhưng mà gạch đá hoa cương sẽ khác, mà gạch men nó khác, rồi đá nó khác. Thì cái phần chất liệu nó, cái độ nhận phản quang nó nhiều hay ít nha. Rồi mình sẽ giảm nó còn khoảng
cho nó khoảng 24 đi. Thì bên này cũng tương tự, mình cho nó khoảng 24. Thì khi mình làm khoảng 24 thì giữa phần giao nhau của hai cái miếng mạng này á, nó bị chồng lên nhau, thì mình sẽ xóa những phần thừa đi. Rồi, sau khi xóa xong thì bở cho mình cái chế độ filter này và phần blue, Gaussian blue, thì làm kéo lên cho mình khoảng 3.3, 3 chấm đến 3 chấm là được, tương đối thôi. Mình thì chọn 3.3 để cái phần này á nó bị nhòe đi nè. Đó, những cái cạnh này nó bị nhòe đi. Bên này cũng vậy. Khi sau khi chúng ta làm nhòe đi của cái phần mạng bên phải thì cái bộ nhớ của Photoshop nó sẽ lưu lại cái dữ liệu của phần filter chúng ta vừa sử dụng. Vậy thì qua cái phần thứ hai hay là tất cả những phần về sau của cái bước này thôi nha. Thì các bạn chỉ cần ấn Ctrl F. Đó, sau khi ấn Ctrl F thì cái phần này nó đã nhòe theo cái phần bên phải này rồi. Sau khi làm nhòe xong thì chúng ta tiến hành tẩy. Này, mình sẽ dùng cái brush để tẩy. Mình sẽ thường tẩy phần bên dưới để nó chìm vào cái phần background nền. Tương tự phía bên này cũng thế. Mình sẽ tẩy nó đi. Rồi, ok, vậy là khá là tương đối rồi. Mình thấy nó còn, mình sẽ chỉnh nó về khoảng 30 đi để nó rõ hơn xíu. Rồi sau khi phần phản quang thì giờ mình sẽ đi xử lý cái phần phản chiếu chứ quên. Giờ mình sẽ xử lý cái phần bóng của nó. Thì cái phần bóng thì những cái phần bóng nào ở sát cái khối á, thì nó sẽ sắc. Nhưng mà phần bóng ở xa cái phần khối á, thì nó sẽ bị nhòe đi. Mình sẽ tiến hành mình sẽ tẩy cái phần bóng này đi. Ở gần thì mình sẽ tẩy ít thôi. Ở phần xa này mình sẽ tẩy nhiều. Rồi, cạnh ngoài cùng. Rồi sau khi tẩy được nó, cái phần này nó hài hòa rồi thì mình sẽ tẩy nhẹ một cái phần nữa. Mình sẽ tẩy nhẹ cái tổng thể của nó. Rồi ok, giờ là nó khá là ok rồi. Rồi phần tiếp theo mình sẽ thể hiện cái phần ánh sáng tác động vào cái khối tạo nên cái những cái phần ánh sáng phản ra ngoài và lóe ra ngoài nhé. Tạo cho mình một cái phần layer mới. Chuyển cho công cụ screen screen rồi mình sẽ hút cái phần màu của ánh sáng này. Sau khi vẽ xong thì mình cảm thấy nó bị nham nhở quá, mình sẽ tẩy ra đi. Mình chỉ để lại một cái phần nhỏ vùng dẫn sáng mạnh nhất của nó là cái điểm ở góc cạnh bên này thôi. Chúng ta cố gắng vẽ tỉ mỉ nhé, vì đây là một bài rất là quan trọng. Ok. Sau khi chúng ta thể hiện được cái mảng sáng này thì mình sẽ xử lý hậu kỳ nó một xíu. Sau khi nhìn tổng thể thì mình thấy cái mảng bên phải này nó mình muốn nó sáng hơn một xíu. Chúng ta cũng sắp đi đến cái bước cuối cùng rồi. Rồi tương tự những cái phần này thì mình muốn nó ảnh hưởng thêm một xíu cái phần màu của cái phần background nữa. Thì mình sẽ đánh nhẹ nó vào đây. Rồi bên này cũng thế. Mình sẽ đẩy nó về màu xanh ngọc một xíu.
Màu xanh ngọc hơi chói. Rồi, sau khi chúng ta đã đi được cái phần tổng thể này rồi á, giờ chúng ta sẽ đi phần light tối cho nó. Những cái light để phân tách nó rõ ràng so với phần nền. Mình sẽ giảm, chuyển nó sang chế độ multi light. Rồi mình sẽ hút cái màu ở chỗ này luôn. Mình sẽ đánh vào phần chia cách giữa hai cái khối và cái nền. Nhạt. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã gần như là xử lý xong cái khối này rồi. Rồi để nó hợp nhãn hơn thì chúng ta sẽ chỉnh sửa nó một xíu ở cái phần không gian trước hay là phía sau, tùy cái mắt nhìn của chúng ta. Ví dụ hay là cái màu của nó thì tùy các bạn thôi. Làm sao mà nó đúng cái nguyên lý cho mình đã chia sẻ là được. Rồi ok, vậy là kết thúc cái bài hướng dẫn hình vuông ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ hẹn, và mình sẽ hẹn các bạn ở trong tutorial basic lesson số 2 với hướng dẫn hình tròn. Số 3 là khối đa diện và những cái khối về sau. Và sau này nếu mà mình cảm thấy cái kiến thức mình nó cần update thì mình sẽ update những video về sau. Update lại những cái video hướng dẫn cái khối về sau á. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn các bạn gặp lại các bạn vào video vào ngày mai. Dạ. Yeah.